Lên anh cá đầu xin kính chào bà con. Thì cách đây ít phút, khoảng tầm 5 phút trước, A Đầu đã lên một cái video giới thiệu với bà con là cái dòng lưới một màn, lưới dù thái một màn cao 3m, 100m và 6 phân. Thì nối tiếp cái video này, A Đầu giới thiệu với bà con là cái dòng lưới dù thái 3 màn cao 2m, dài 100m và cũng kích thước là then 3 6 phân. Và hàng này là hàng sợi tơ tóc cho bà con. Cái sợi tơ tóc ở đây nó rất là bén, rất là máng và lại bền, lại dai nữa cho bà con. Cái thiết kế của cái dòng lưới 3 màn này nó sẽ khác hơn với dòng lưới đơn 1 màn bên phía tay trái. Đây bà con đây. Nó khác hơn là thắt thiết kế cho bà con mà bằng sợi dây dù. Còn lưới bằng lưới đơn này, đây bà con thấy đây thì là thắt bằng dây bô cho bà con. Thì về cơ bản phân tích thì dòng dây bô thì nó thả nó không thấm nước. Còn dòng dây dù này thì khi thấm nước là nó chìm cũng rất là nhẹ cho bà con. Đây là hàng lưới dù thái nên còn nguyên tem nguyên mác cho bà con, giữ nguyên, nguyên bản luôn. Thì cái dòng này bà con đánh những con cá gì, đánh con những con cá lóc này, đánh những con cá chê, đánh con cá rô phi, đánh con cá chép. Tại vì cỡ từ 3 đầu ngón tay đổ lên là bà con bắt được rồi, bắt cá từ 2-3 lạng đổ lên. Vì đây là dòng lưới đánh chìm nên là phải làm chì nặng cho bà con. Nếu như không chì nặng thì đánh những con cá lóc ở dưới phía chân ở dưới là nó đi ngang qua là nó sẽ búng cái chân chì ra. Vì thế mà khi thiết kế những cái dòng lưới này đảm bảo cho bà con về thông số. Đây bà con quan sát hai tấm lưới này, một bên là lưới bên tay trái là lưới đơn một màn, cũng là 6 phân. Còn một bên tay phải là lưới 3 màn, cao 2m. Túi rất là sâu bà con ạ. Túi rất là sâu. Đấy, một trong những cái dòng lưới sản phẩm mà làm ưng ý nhất hiện nay